những con nghiện yêu đời, những ánh đèn neon lấp lánh giữa phố và những câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng. Hollywood trong trí tưởng tượng của Tarantino là một hoài niệm về những năm của thập niên 60, khi những tài năng mới trỗi dậy để cách mạng hóa một nền công nghiệp điện ảnh đầy những định kiến xưa cũ. Và Sharon Tate cũng đã từng là một tài năng thay đổi Hollywood như thế. Nhưng có điều, sự thay đổi mà cô mang đến lại là nỗi kinh hoàng chẳng ai dự đoán trước được. 50 năm sau, những sự thay đổi ấy chẳng còn tồn tại trong lịch sử do chính Tarantino tưởng tượng ra. Vậy câu chuyện ấy ở ngoài đời như thế nào? Và nó khác với lịch sử ra sao? Chào mừng đã quay trở lại với Ten Tickers và hãy cùng tìm hiểu về bi kịch có thật trong Once Upon a Time in Hollywood của Tarantino nhé! Là bộ phim thứ 9 trong vũ trụ điện ảnh Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood nhìn lại một phiên bản chẳng còn tồn tại của thành phố Los Angeles cuối những năm 60 qua lăng kính màu hồng theo như cách Tarantino hình dung khi ông mới 7 tuổi. Câu chuyện kể về Rick Dalton, do Leonardo DiCaprio thủ vai, một diễn viên lỗi thời đi tìm lại con đường danh vọng của riêng anh. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Rick fucking no. Và người bạn thân kiêm diễn viên đóng thế Cliff Booth, đóng bởi Brad Pitt, cũng lỗi thời không kém gì phiên bản kép của anh. Appreciate the opportunity, Randy. I won't let you down. Nhưng dưới góc nhìn lịch sử, bộ phim kể về câu chuyện của nữ diễn viên Sharon Tate, thủ vai bởi nàng thơ Harley Quinn, Margot Robbie, một tài năng mới nổi với tương lai tươi sáng phía trước. Dù cho vai diễn của Margot Robbie dường như chẳng có gì quan trọng ở trong phim, nhưng ở đâu đó trong phim có một nhân tố góp phần quan trọng không kém gì cái nhân vật chính, và đó chẳng ai khác là tên trùm tội phạm khét tiếng Charles Manson. Trong bối cảnh những năm 1960, Charles Manson tự thành lập và lãnh đạo một giáo phái của riêng hắn mang tên gia đình Manson. Bên cạnh đó, Manson vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và thử giọng cho nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher. Nhưng sau khi bị từ chối đề nghị hợp đồng thu âm, Manson trở nên tức giận và để trả thù, hắn tìm đến ngôi nhà Melcher đang sống với bạn gái của mình. Và thế là ngôi nhà đó đã trở thành lựa chọn của Manson để khiến Terry Melcher sợ hãi, với lý do đưa ra là Terry chẳng bao giờ biết giữ lời hứa của mình. Tuy căn biệt thự đã được chính Sharon Tate và chồng của cô là đạo diễn Roman Polanski mua lại vào năm 1969, Manson, sau khi thảm thỉnh ngôi nhà, tương tự với cảnh trong bộ phim, ra lệnh cho các tín đồ đến sát hại toàn bộ những thành viên đang sinh sống trong ngôi nhà. Vào đêm xảy ra án mạng, ngày 8 tháng 8 năm 1969, Roman Polanski lúc đấy đang bận công tác đạo diễn ở châu Âu để Sharon Tate và thai nhi ở nhà cùng 5 người bạn. Cho đến khi bi kịch ập đến và cái chết của cô đã kết thúc kỷ nguyên vàng son của Hollywood. Nhưng trong thế giới của Tarantino, những bi kịch của thế giới thực chỉ tồn tại để bị thay thế bởi một kết cục tươi sáng hơn. Và ông thay đổi điều đó bằng những thước phim bạo lực chuẩn thương hiệu Tarantino. Tương tự như trong bộ phim Inglourious Basterds, ông tạo nên những nhân vật không hề tồn tại để thay đổi lịch sử và trừng phạt những kẻ phản diện có thật. Và trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood, sự trừng phạt ấy xuất hiện dưới hình dáng của Rick Dalton và Cliff Booth. Trong cảnh phim, khi Cliff Booth đến thăm trang trại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của chủ sở hữu và rồi thoát khỏi tay những kẻ sùng đạo giết người trong gang tấc. Ở ngoài đời, nhân vật do Brad Pitt thủ vai được lấy cảm hứng từ một phần câu chuyện cay đắng của nam diễn viên đóng thế Donald Shorshe. Ông bị mất mạng sau khi xảy ra mâu thuẫn với một trong những thành viên của giáo phái, Steve Glam Grogan, kẻ đã đâm lốp xe của Booth và bị tẩn trong một trận tơi bời trong phim. Những người quen thuộc với câu chuyện đằng sau của bộ phim hẳn đã cảm thấy sự hồi hộp khi những khung cảnh bắt đầu chuyển giao đến buổi tối của ngày định mệnh. Những ánh đèn neon bắt đầu lấp lánh, đi cùng theo đó là lời bài hát Out of Time của The Rolling Stones bắt đầu vang lên, báo hiệu cho số phận của Sharon Tate trước một chương tàn khốc trong lịch sử nước Mỹ chuẩn bị tái hiện qua màn ảnh. Nhưng trong phong cách quen thuộc của đạo diễn Quentin Tarantino, bạo lực vẫn diễn ra, nhưng không theo cách mà không ai có thể đoán trước được. Một chút thay đổi trong chuỗi sự kiện, và những tên tín đồ nhà Manson đã xông thẳng vào nhà của Rick Dalton thay vì ngôi nhà của Sharon Tate, và những gì diễn ra lại trở thành những cảnh hài hước và thỏa mãn suốt 30 phút cuối cùng của phim. Sau khi bộ phim được công chiếu, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi nhân vật của Margot Robbie chỉ gói vỏn vẹn vào bình hoa di động khi bộ phim dành quá ít đất diễn và lời thoại cho nhân vật của cô. Thành thật mà nói, nếu chúng ta chỉ dựa vào marketing của bộ phim, vốn được cho là xoay quanh về Sharon Tate, sự xuất hiện của cô thực sự chẳng có tác động gì đến câu chuyện mà lẽ ra cô phải đóng vai trò chủ đạo cả. Nhưng điều đó lại là điểm mấu chốt trong cách kể chuyện của Tarantino. Trong một thế giới mà bi kịch chưa bao giờ xảy ra với Sharon Tate, ngày 8 tháng 8 năm 1969 chỉ đơn giản là một ngày bình thường như bao ngày mà thôi. Suốt bộ phim, Tarantino cho khán giả thấy hình ảnh của Sharon Tate trong cuộc sống hàng ngày của cô. Cô nhảy, cô đi dạo khắp phố, cô xem phim, gặp gỡ bạn bè. Và những mớ rắc rối diễn ra ở cuối bộ phim không phải dành cho cô. Vì câu chuyện mà Tarantino gửi gắm vào Once Upon a Time in Hollywood đó là ông muốn trả lại cuộc sống bình thường cho Sharon Tate để cô tận hưởng những gì mà cô đã bị tước mất. Và theo một khía cạnh nào đó, đó chính là câu chuyện cổ tích của Tarantino. Và đó là câu chuyện đằng sau Once Upon a Time in Hollywood. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ten Tickers. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại!